mua một được năm. Chiếc bàn đảo thông minh này quá lợi. Đây là một chiếc bàn đảo kết hợp bàn ăn thông minh đáng tiền nhất mà nhà bác Đào cũng nên có. Bàn đảo này là chiếc bàn ăn thông minh, đa năng 5 trong 1. Đầu tiên là bàn vừa dài, rộng, kéo ra thu gọn vào cực tiện lợi và siêu nhanh. Ở bếp, chủ yếu chị em phụ nữ chân yếu tay mềm dùng thì thao tác thu vào gấp gọn em nó chưa đến 1 phút, khỏi cần nhờ chồng bê bàn ghế để trải chiếu ăn những ngày có khách. Các bác có thể tha hồ bày đủ loại đồ ăn trên bàn này. Thứ hai, chiếc bàn đảo này được lắp đặt một hệ tủ đứng có chiều rộng 80cm, chiều dài gần 100cm cố định. Tại đây bạn có thể tận dụng lưu trữ đồ dùng bếp, các đồ nấu ăn mini, dao dĩa cần thiết. Thứ ba, tổng chiều dài chiếc bàn sau khi kéo ra có thể gấp đôi kích thước ban đầu, dao động từ 1m3 đến 2m7. Nhà có khách cũng không lo thiếu chỗ ngồi. Khi không dùng có thể thu gọn bàn vào rất mượt mà và tiết kiệm không gian sử dụng. Thứ bốn, cạnh bàn còn có sẵn bộ ổ cắm điện dây trượt cực kỳ tiện dụng, mỗi lần ăn lẩu không phải lo kéo dây điện loằng ngoằng. Thứ năm, đặc biệt, mặt bàn được làm bằng đá nung nhẵn nhụi, chống trầy xước và bám bẩn. Khả năng chịu nhiệt cao lên tới hơn 1000 độ C. Nhờ đó, hàng ngày các bác có thể yên tâm đặt đồ nóng, nấu nướng mà không lo hư hỏng lại dễ lau chùi, vệ sinh. Với toàn những ưu điểm như thế này thì các bác đã muốn bế ngay em nó về chưa?